văn phòng luật sư vi phạm hot chuyên lo luật di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, làm visa, thẻ xanh, đầu tư. Chào, đây là luật sư di trú vi phạm hot, văn phòng vi chuyên về bảo lãnh gia đình, fiancé visa, với là học sinh qua đại học. We help people stay and come to America. Có văn phòng tại Sài Gòn, Việt Nam, tư vấn miễn phí 619-997-7493. Vân Anh xin kính chào quý vị khán giả của VNTV. Thưa quý vị, trong chương trình Bạn Có Biết ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ lại một khuôn mặt rất là quen thuộc trong cộng đồng người Việt của chúng ta tại San Diego. Đó là luật sư Vi Phạm Hoắc từ văn phòng luật sư di trú tại San Diego. Luật sư Vi Phạm Hoắc chuyên về luật di trú tại San Diego của chúng ta, có văn phòng tại San Diego và tại Sài Gòn. Thưa quý vị, trong hơn 3 tháng qua, vì đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng như thế nào đối với những thông tin, tin tức về luật di trú? Ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị gặp gỡ với luật sư Vi. Trước hết, Vân Anh xin chào tái ngộ với luật sư Vi. Vi chào chị Vân Anh và khán giả VNTV. Lâu quá không vào gặp chị ơi. Lâu quá không gặp luật sư Vi. Không biết là hơn 3 tháng, 4 tháng vừa qua luật sư Vi thế nào? Luật sư văn phòng của chúng ta cũng vẫn làm việc hay là cá nhân luật sư như thế nào? Dạ cảm ơn chị hỏi. Thì Vi cũng bình thường nhưng mà văn phòng thì có khách vào, có bà con vào nhưng mà phải gọi là mà hạn trước. Tại vì mình phải cách ly đó chị. Nên dạ, vâng. Nên cẩn thận cho bà con. Với là quý khách của chị thì sao? Dạ vâng. Và nói về luật di trú của chúng ta, về tình hình di trú vì ảnh hưởng của COVID-19, thì thưa luật sư đã có những cái thay đổi như thế nào trong suốt 3 tháng vừa qua mà đồng hương người Việt của chúng ta cần biết? Dạ, mời luật sư Vi. Dạ, cảm ơn chị. Là giờ Vi nói là chuyện mới nhất, Tổng thống Trump đó là cho một cái order xuống là bắt đầu tháng 8 đó là cái skilled worker, có nghĩa là người lao động, cái dịch vụ đó nó sẽ bị ngừng đi cho ít nhất là hết năm này mới được. Cho nên vì vậy mà nó rất là quan trọng cho bà con với mình là lao động là chi như thế nào, là nó H1B đó chị, hồi đó mình đã nói trước rồi là cái đó là về lao động, nó gọi là skilled workers, có nghĩa là mình phải có bằng và có kinh nghiệm với về với có được là cái H1B hoặc là cái J1 visa, với là cái L1 visa, là mấy cái đó về cái lao động là ngừng cuối, có thể là cuối năm với là bắt đầu được chị. Và với cái chương trình về EB-5 đó luật sư Vi, thì luật sư Vi có thể update coi là tới nay thì chương trình đã bị trì trệ như thế nào và những cái tin tức gì mà mọi người cần biết? Dạ cái này đó là Vi nói là tin tức xấu nhưng mà cũng là tin tức tốt. Là tháng 11/2019 là cái giá về cho cái EB-5 nó đã lên từ 500.000 cho tới 1 triệu, mà từ 1 triệu đó là phải tới là 1.800.000 mới được. Nhưng mà tại sao Vi nói xấu nhưng mà tốt là tại sao? Là tại vì đồng ý là nó giá nó lên, nhưng mà giá nó lên có nghĩa là hồ sơ người ta nhập di trú là nó ít đi. Khi mà nó ít đi, dạ, khi mà nó ít đi đó thì hồ sơ mình người ta coi đó thì nhanh hơn. Cho nên vì vậy mà tốt, xấu nhưng mà tốt chị. Dạ, và luật sư Vi nhắc lại một tí về cái luật của EB-5 đó luật sư. EB-5 là về mình đầu tư. Tại mình đầu tư là khi mà mình đầu tư giờ nó là 9 triệu mình đầu tư trong một cái company nào đó ở nước Mỹ, mà sau khi mà con mình mà dưới 21 tuổi thì cả gia đình đi luôn, nó không có giới hạn là bao nhiêu người ở gia đình, ba mẹ, con cái dưới 21 tuổi là có quyền qua Mỹ và có quyền và có thẻ xanh. Mà khi mà mình có thẻ xanh rồi là mình có thể đổi lại cho quốc tịch Mỹ luôn chị. Thưa luật sư, như vậy thì về luật di trú như là về gia đình, như là bảo lãnh vợ chồng, con cái thì nó có bị ảnh hưởng của COVID-19 này cũng như là những cái luật mới làm cho trì trệ hoặc khó khăn hơn không luật sư? Khó khăn thì 100 khó khăn hơn, với là lâu là 100 lâu hơn. Là tại sao? Tại vì mình có nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất là
Vi không biết là bà con mình có biết không là lãnh sự quán ở Việt Nam đó là nó còn đóng cửa, nó chưa mở cửa. Cho nên bà con mình mà chờ ở Việt Nam để cho phỏng vấn thì cái điều đó bà con mình vẫn chờ, tại vì lãnh sự quán chưa mở cửa tại ở Việt Nam. Cho nên bà con mình là nếu mà có giấy tờ đi phỏng vấn thì nên chờ một tí, khi nào lãnh sự quán mở cửa rồi mình mới để được phỏng vấn và được give cho cái thực thụ để đi qua Hoa Kỳ. Và cái thứ hai là lãnh sự quán ở immigration, văn phòng immigration của Mỹ nó mới mở cửa thôi chị, không biết bà con mình biết không, là tháng 6 ngày 3 là mới mở cửa đây, là mới hơn một tháng thôi. Và điều thứ ba là khách của Vi cũng dạy, bà con cũng dạy, gọi là Vi lang tay, là văn phòng lang tay là nó chưa mở cửa chị, cho nên nhiều hồ sơ nó bị ngừng lại là tại vì chưa lang tay được, tại vì cách ly đó chị. Và với văn phòng di trú của chúng ta tại San Diego như là tại Hoa Kỳ nói chung á, luật sư, thì sắp tới nó có những cái thay đổi như thế nào không? Tại vì chúng ta thấy là ở rất là nhiều những cái cơ quan khác nhân viên đều bị bớt đi, thì văn phòng di trú của chúng ta tại Hoa Kỳ có bị như vậy không luật sư? Dạ, văn phòng thì cũng giống y văn phòng mấy văn phòng khác là bị ảnh hưởng. Là tại sao? Tại vì cách ly đó chị, thì Vi thấy là quan trọng nhất là an toàn cho bà con mới là an toàn cho người làm ở văn phòng. Cho nên Vi yêu cầu là nếu mà bà con muốn tới văn phòng thì gọi trước hoặc là email cho văn phòng Vi trước để cho an toàn cho bà con khi mà tới văn phòng của Vi. Quan trọng nhất là bà con. Dạ vâng. Thưa luật sư, trong thời gian vừa qua thì có rất là nhiều người Việt Nam của chúng ta sang Hoa Kỳ du lịch, và vì Covid-19 cho nên bị kẹt lại không có về được. Thì như vậy có ảnh hưởng gì đến cái visa? Thí dụ như visa của họ bị hết hạn vào tháng 4 hay là hoặc là tháng 5 mà bây giờ bị kẹt như vậy không có máy bay, thì những người đó cần phải làm gì? Và cái làm gì để không có phải lo lắng trong thời gian này thưa luật sư? Dạ chị Văn Anh, quan trọng nhất là bà con nếu mà có cái visa mà gần hết hạn ít nhất là một tháng thì nên liên lạc văn phòng Vi hoặc là văn phòng khác cũng được, nhưng mà quan trọng nhất là bà con phải liên lạc luật sư, là gọi là văn phòng Vi có thể giúp được, là mình gửi cho di trú yêu cầu là di trú nên dời hạn cái visa của mình, tại vì cái COVID này mà mình về nước của mình không được, thì Vi nói khách là bà con thì phải gọi văn phòng để cho mình dời hạn cái visa hoặc visa thăm hoặc là visa học sinh là cũng dạy chị. Luật sư có thể nói thêm về cái visa của học sinh không luật sư? Tức là các em Việt Nam rồi chưa qua được rồi hết hạn hay như thế nào luật sư? Dạ, cái đó thì cũng giống y cái visa thăm. Quan trọng nhất là mình phải cho di trú biết là cái situation của mình là như thế nào để cho visa của mình nó không có hết hạn. Khi hết hạn có nghĩa là mình ở lậu. Khi mà mình ở lậu là có nghĩa là mình khi mà mình về Việt Nam thì mình không có thể trở lại Mỹ được. Đồng ý là giờ nó có dịch là di trú nó cũng hiểu, nhưng mà cái đó là trách nhiệm của mình, là khi mà cái visa mình hết hạn là mình nên cho di trú biết để cho di trú có thể gáp ý kiến cho mình. Cho nên cái đó là rất là quan trọng chị. Với là cái thứ ba đó, là khi mà di trú gửi cho mình mà cái giấy mà cho mình để amend cái hồ sơ mình đó, có nghĩa là đưa thêm giấy hồ sơ đó, là Vi không biết là bà con biết không, nhưng mà nếu mà mình lấy được cái giấy tờ đó tháng 3 cho tới tháng 6 là di trú cho mình thêm 60 ngày nữa để cho mình trả lời. Cái đó là rất là quan trọng. Dạ. Cảm ơn luật sư Vi rất là nhiều. Quý vị đang theo dõi chương trình Bạn Có Biết của VNTV, và luật sư Vi vừa mới chia sẻ với chúng ta những cái thông tin cập nhật nhất trong cái thời đại dịch COVID-19 này đã ảnh hưởng như thế nào đối với những vấn đề xoay quanh về di trú. Thưa luật sư, bên cạnh ảnh hưởng của COVID-19 làm cho mọi công việc, mọi giấy tờ đều trì trệ,
thì cũng có rất là nhiều những cái nguồn tin cho rằng trong thời gian sắp tới, với những chính sách thay đổi về di trú của Tổng thống Donald Trump thì sẽ rất là khó khăn trong bất cứ các lĩnh vực trong vấn đề di trú, kể cả bảo lãnh gia đình, rồi qua đây du học, hoặc là du lịch, hoặc là đầu tư, và không luật sư một cách tổng quát. Dạ đúng rồi đó chị. Cho nên Vi hy vọng là bà con mình nếu mà muốn cho con qua bên này hoặc qua bên Hoa Kỳ, hoặc là muốn đầu tư ở đây, là Vi hy vọng đó là bà con mình nên gọi luật sư để cho hướng dẫn rất là chặt chẽ. Quan trọng nhất là giờ, bây giờ mình cần nhất là người luật sư để giúp đỡ mình về cái con đường này đi. Dạ vâng. Thưa luật sư, như vậy thì nói tóm lại trong thời gian này mọi việc đều là phải chờ đợi hết hả, luật sư? Dạ, dạ chị. Và thưa quý vị, một lần nữa quý vị có tất cả những thắc mắc trong vấn đề đi xoay quanh vấn đề di trú, bảo lãnh gia đình, bảo lãnh về di trú, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, con cái, cũng như là tất cả các thủ tục về làm visa, du học, du lịch, lao động, thẻ xanh và đầu tư. Xin quý vị hãy gọi với văn phòng của luật sư Vi. Luật sư Vi sẵn sàng giải thích cho quý vị với tất cả những cái thắc mắc của quý vị, tham khảo miễn phí nha quý vị. Số điện thoại là 619-997-7493. Và bên cạnh đó, luật sư cũng có văn phòng tại Sài Gòn để giúp đỡ cho quý vị khi mà quý vị có thể bảo lãnh gia đình, hoặc là đầu tư, hoặc là những cái diện mà quý vị sang Hoa Kỳ trong những cái diện khác về di trú. Thưa luật sư có cái lời chia sẻ gì với quý vị khán giả trong một cách chung chung trong trước khi chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay? Dạ. Vi muốn cảm ơn khán giả đã giúp Vi mấy năm này, với là Vi hy vọng là cái giờ cái time này rất là khó khăn, cho nên Vi hy vọng là bà con keep safety và cẩn thận về mọi thứ để cho mình khỏe mạnh. Dạ vâng. Cảm ơn luật sư rất là nhiều, và cũng chúc cho luật sư Vi cũng như là văn phòng sẽ có nhiều các anh chị em trong văn phòng di trú của luật sư Vi có nhiều sức khỏe để tiếp tục phục vụ cho đồng bào của chúng ta trong lĩnh vực di trú trong những ngày tới. Và khi mà luật sư có những cái tin tức gì mới thì sẽ tiếp tục update đến cho quý khán giả của VNTV đó luật sư. Dạ, cảm ơn chị và cảm ơn VNTV audience. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt.